Trong bộ phim The Batman, người rơi của Robert Pattinson đối đầu với không chỉ một, không chỉ hai, mà tận bốn kẻ phản diện khác nhau. Những nhân vật này phong phú từ tạo hình, tính cách, tới động cơ, có phần tạo nên một trong những phim siêu anh hùng hay nhất những năm gần đây và một trong những phim Batman hay nhất từng được làm ra. Vậy những nhân vật đó là ai? Họ đã từng bao giờ xuất hiện trên màn ảnh chưa? Và nếu rồi, thì phiên bản trong The Batman khác biệt như thế nào so với những dị bản cũ? Hôm nay, hãy để phim gợi lại trí nhớ của các bạn nhé! Để các bạn vẫn được trải nghiệm The Batman một cách đúng nghĩa, thì video này sẽ hạn chế spoil các tình tiết của phim đến mức tối đa. Kẻ phản diện đầu tiên mà Batman phải chạm mặt trong phim chính là The Penguin, một tên trùm băng đảng nguy hiểm không kém gì nhân vật trong comics, dù tạo hình không có nhiều nét tương đồng. Nhưng các bạn có biết rằng phiên bản trước đó của The Penguin còn khác hơn rất nhiều so với nguyên tác không? Nhân vật này lần đầu được chuyển thể lên màn bạc vào năm 1992, thủ vai bởi Danny DeVito trong Batman Returns. Để phù hợp với phong cách gothic độc đáo của tác phẩm tiền truyện ra mắt 3 năm trước, đạo diễn Tim Burton đã lồng ghép những yếu tố siêu nhiên để xây dựng một nhân vật The Penguin có phần rùng rợn và biếm họa. Trong phiên bản này, Oswald Cobblepot là một tên quái thai gớm ghiếc. Hắn có mũi nhọn, ngón tay dính liền, thân hình béo tròn, làn da trắng bệch và mồm đầy chất dịch bẩn thỉu. Hơn nữa, vì được nuôi dạy bởi cánh cụt, Penguin này còn ăn cả cá sống. Tuy nhiên, nếu xét về tạo hình tổng thể, The Penguin trong Batman Returns vẫn có những nét tương đồng nhất định so với nguyên tác. Hắn vẫn dẫn đầu một băng cướp, ăn diện bộ đồ tuxedo chỉnh tề, mang kính gắp tròng và đội mũ chóp, thậm chí là còn sở hữu hàng tá những chiếc ô đặc biệt để tấn công kẻ thù. Nhưng khác với hình tượng quý ông trong comics, phiên bản này của The Penguin lại là một quái vật điên loạn và khát máu. Ban đầu, hắn chỉ ao ước được xã hội công nhận sau khi bố mẹ bỏ rơi từ bé vì bị dị tật và phải lớn lên cùng một đàn cánh cụt. Nhưng khi kế hoạch đó đổ vỡ, hắn lập tức quay lưng với loài người, nguyện giết hại người dân vô tội, thậm chí là cả trẻ con để trả thù tầng lớp thượng lưu của Gotham. 30 năm sau, tái xuất trong màn ảnh trong bộ phim The Batman, Penguin lần này được thủ vai bởi Colin Farrell. Trong phiên bản này, The Penguin là một tay giang hồ đàn em của ông trùm xã hội đen Carmine Falcone. The Penguin này vẫn to béo, nhưng có lẽ chỉ vì lối sống không điều độ. Khuôn mặt của hắn đầy sẹo xấu xí, nhưng có thể là hậu quả sau một cuộc đụng độ trong thế giới ngầm, chứ không phải quái thai như nhân vật của DeVito. Penguin này cũng ăn diện những bộ tuxedo bảnh bao, nhưng lại thiếu đi những phụ kiện đặc trưng khác. Lịch thiệp hơn là vậy, nhưng nhân vật của Colin Farrell cũng điên loạn và nóng nảy chẳng kém gì người tiền bối. Nhưng lại là một kiểu điên loạn rất khác, rất ngạo mạn, chứ không khát máu. Trong phim, hắn chẳng ngán sòng phẳng mà thậm chí còn liên tục thách thức chàng hiệp sĩ bóng đêm. Ngoài ra, qua những cuộc trò chuyện về Batman, chúng ta có thể thấy rõ bản tính của The Penguin là một kẻ lẻo mép và trục lợi, sẵn sàng nhẫn nhịn chịu nhục để đợi tới thời cơ ngoi lên nắm quyền. Cả hai dị bản khác hẳn nhau và cũng khác so với nguyên tác trong comics. The Penguin trong Batman Returns là một sản phẩm của giai đoạn đó, được khắc họa quá đà nhưng vẫn phù hợp với bối cảnh của tác phẩm. Trong khi đó, đạo diễn Matt Reeves lại mang đến một phiên bản hiện đại và gai góc hơn của nhân vật này. Và thật là khó để so sánh ai hay hơn phải không các bạn? Xuất hiện thứ hai là Catwoman, một cái tên đặc biệt trong danh sách này. Trong hầu hết những lần xuất hiện, cô không giống một phản diện truyền thống mà thường xuyên được khắc họa là một nhân vật màu xám, đi giữa ranh giới mỏng manh của phản diện và phản anh hùng, cùng lúc bị lôi kéo bởi cả ham muốn của bản thân và tình cảm cho Batman. Chúng ta thấy rõ màu xám lại ở cả ba lần xuất hiện gần đây nhất trên màn ảnh của Catwoman. Và thật tuyệt là cả ba phiên bản đều hết sức đặc biệt. Trong bộ phim Batman Returns, cô nàng miêu nữ của Michelle Pfeiffer là một nhân vật phản diện chính hiệu, câu kết với Penguin để tiêu diệt chàng hiệp sĩ bóng đêm. Nhưng hệt như trong truyện tranh, Catwoman này vẫn duy trì một mối quan hệ mập mờ và phức tạp với Batman và thường xuyên sử dụng sự quyến rũ làm vũ khí thao túng đối thủ. Hai bộ phim Batman của đạo diễn Tim Burton đều mang đậm màu sắc ma mị, kỳ quái đầy đặc trưng. Do vậy, Catwoman của Michelle Pfeiffer được lồng kép các chi tiết siêu nhiên như việc cô được hồi sinh nhờ một đám mèo hoang. Thân phận của nhân vật này cũng được xây dựng dựa trên những ý tưởng tiến bộ về một người phụ nữ thấp bé bất lực không được ai lắng nghe, sau đó sở hữu sức mạnh để quay lại trả thù kẻ áp bức. Tuy nhiên, dù có tính cách tân ở thời điểm ra mắt, thì nếu nhìn qua lăng kính hiện đại, thì việc một nhân vật nữ phải cần đến siêu năng lực mới có thể tự đứng lên bảo vệ bản thân, phải chăng đã có phần lỗi thời? Và đó là điều được khắc phục với Catwoman của Anne Hathaway, một miêu nữ khác rõ rệt so với phiên bản thập niên 90. Xuất hiện trong tác phẩm cuối The Dark Knight Rises của chuỗi 3 phim Nolan, Catwoman lần này thay bộ đồ latex khâu vá bằng một trang phục đạo trích công nghệ cao. Cô không sở hữu sức mạnh siêu nhiên mà còn dũng cảm xả thân cứu sống chàng hiệp sĩ bóng đêm trong trận chiến sinh tử cuối cùng. Cô cũng là phiên bản Selina Kyle duy nhất được tận hưởng cái kết của hậu, rời bỏ thành phố Gotham loạn lạc và chung sống hạnh phúc với Bruce Wayne tại Ý. Chỉ đáng tiếc là đạo diễn Nolan đã không dành quá nhiều thời gian vào việc xây dựng mối quan hệ của cặp đôi này. Catwoman của Zoe Kravitz trong bộ phim The Batman lại là một bức tranh hoàn toàn khác.
Selena Kyle này có một quá khứ đen tối hơn những phiên bản trước, và chính điều đó đã trở thành động lực cho toàn bộ các quyết định của cô. Nhưng dù đôi khi chìm đắm trong hận thù, thì đây vẫn là phiên bản Catwoman lương thiện nhất trong cả ba. Khác với việc trộm cắp làm thú vui để thỏa mãn sự ham muốn như nhân vật của Anne Hathaway, khán giả chỉ được chứng kiến Catwoman của Zoe Kravitz ăn trộm một lần để giúp người bạn cùng phòng. Catwoman và Batman lần này cũng sở hữu một mối quan hệ có sự tương phản và chiều sâu nhất trong các bộ phim về người rời. Qua những lần tương tác giữa họ, chúng ta cảm thấy hai nhân vật này là những người duy nhất có thể giải cứu lẫn nhau khỏi thực tại. Catwoman là mối liên kết duy nhất giúp Batman không bị trôi khỏi thế giới loài người, còn Batman lại chính là người khiến Catwoman không chìm sâu vào sự hận thù mù quáng. Mỗi nhân vật đều sở hữu một nét riêng biệt, nhưng theo mình, Catwoman của Zoe Kravitz chính là phiên bản được phát triển hoàn chỉnh nhất. Và chắc chắn đây là một nhân vật quá quan trọng chỉ để xuất hiện một lần, nên đừng bất ngờ nếu miêu nữ góp mặt trong The Batman phần 2 các bạn nhé. Người rơi luôn phải đấu tranh để che giấu thân phận thật của mình, nhưng các bạn thì không đâu. Nếu là một fan cứng của Batman, các bạn đừng ngần ngại phô trương ra nhé. Và còn cách nào tốt hơn là với thương hiệu Buzila, thương hiệu thời trang quần áo đầu tiên của Việt Nam sở hữu bản quyền bộ phim The Batman. Hãy khoác lên mình những bộ đồ thật cool ngầu trong bộ sưu tập Buzila X The Batman và sẵn sàng để trở thành các hiệp sĩ bóng đêm thôi. Kẻ phản diện thứ ba mà Batman chạm mặt chính là Carmine Falcone. Trong truyện tranh, tên trùm xã hội đen đầy quyền lực này là một nhân vật rất thú vị. Carmine Falcone đại diện cho một thế lực hùng mạnh ngày đêm tha hóa thành phố, nhưng không thể bị Batman hạ gục chỉ bằng những cú đấm. Falcone hiếm khi trở thành trọng tâm của các đấu truyện, chủ yếu chỉ xuất hiện song song hoặc làm nền cho các nhân vật khác. Nhưng cũng chính điều đó đã minh chứng rõ rệt cho chất lượng đội ngũ phản diện của Batman. Dù mới chỉ xuất hiện 2 lần trên màn ảnh, nhưng sự nguy hiểm của Falcone trong các bộ phim đều được khắc họa rất sống động. Đầu tiên là qua vai diễn của Tom Wilkinson trong Batman Begins. Carmine Falcone này được xây dựng là một tên trùm băng đảng hồng hách và ngạo mạn. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi mà hắn đã nắm trong tay nhiều nhân vật quyền lực nhất trong bộ máy chính trị của thành phố. Xuất hiện song song với hai kẻ phản diện có tiếng tăm hơn là Scarecrow và Ra's al Ghul, song Falcone vẫn đóng vai trò then chốt trong bộ phim, tạo động lực cho Bruce Wayne bước vào con đường trở thành người rơi. Ngay từ đầu, hắn được tiết lộ chính là bạn chung buồng giam với Joe Chill, kẻ đã sát hại Thomas và Martha Wayne. Sau đó, khi Bruce Wayne tìm gặp Falcone tại một quán bar, hắn thản nhiên rút súng giữa thanh thiên bạch nhật, mạnh mồm khoe khoang sức mạnh và nói với chàng tỷ phú trẻ rằng sự sợ hãi là thứ quyền lực không thể mua được bằng tiền. Và chính sự kiện này đã khiến Bruce Wayne quyết định ra đi để luyện tập và trở thành hiện thân của nỗi sợ, để 7 năm sau đó trở về Gotham và thực thi công lý đối với Falcone. Nguy hiểm đến vậy, nhưng có lẽ nếu hoạt động cùng một địa bàn thì Falcone cho Batman Begins có lẽ sẽ khó cạnh tranh được với bản sao của mình trong The Batman. Được thủ vai bởi diễn viên John Turturro, Falcone phiên bản mới đã thâu tóm được cả thành phố, kể cả những nhân vật chóp bu nhất của Gotham. Nhưng thay vì ngạo mạn khoe khoang quyền lực, Falcone này lại lựa chọn lối sống ẩn giật hệt như một ông trùm thế giới ngầm chính hiệu. Hắn không bao giờ nổi nóng như người tiền bối, luôn ăn nói nhẹ nhàng, thậm chí chả thèm lên giọng đe dọa ai. Nhưng thay vì một lý do nào đó, mọi lời nói và cử chỉ của Falcone đều toát ra vẻ quyền lực, như thể mọi người xung quanh đều hiểu rõ hắn nguy hiểm đến đâu và những tội ác kinh hoàng hắn từng thực hiện. Như các bạn sẽ thấy trong phim, Carmine Falcone này cũng đã lão luyện kỹ năng vũ khí hóa lời nói. Ngay trong những phân đoạn nói chuyện với Bruce Wayne, Falcone thể hiện rõ sự liên liệu và mất dạy, biết cách lựa chọn từ ngữ, điều gì nên nói thật và điều gì nên nói dối. Tất cả chỉ để thao túng chàng triệu phú trẻ tuổi. Tới giữa phim, hắn thậm chí còn tiết lộ từng có quá khứ với gia đình nhà Wayne. Bí mật này chắc chắn sẽ là một đòn giáng tâm lý rất lớn đối với Bruce Wayne, buộc anh phải đối diện với một di sản không hoàn hảo của gia đình. Và cuối cùng là nhân vật phản diện chính của The Batman, kẻ đã khiến chàng hiệp sĩ bóng đêm khổ sở truy lùng suốt bộ phim. The Riddler là một trong những kẻ thù lâu đời và nổi tiếng nhất của người rơi. Tuy nhiên, việc chuyển thể hắn lên màn ảnh vẫn luôn là một thử thách, vì theo các nhà sản xuất của Batman The Animated Series, rất khó để có thể liên tục nghĩ ra các câu đố hóc búa cho nhân vật này. Trước vai diễn của Paul Dano, The Riddler đã từng đặt chân lên màn ảnh trong bộ phim Batman Forever. Và đây chắc chắn là hai phiên bản một trời một vực nhất trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay. Trong Batman Forever, The Riddler được thủ vai bởi danh hài Jim Carrey và có thể được miêu tả chính xác nhất bằng từ loè loẹt. Jim Carrey không bị mất vào vai diễn, mà trái lại, nam diễn viên đã mang toàn bộ sự hài hước của mình để lắp vào nhân vật. Kết quả là Edward Nygma trở thành một gã hề tay cầm quyền trượng, đầu nhuộm tóc đỏ và mặc bộ đồ bó sát màu xanh in hình hỏi chấm. Cử chỉ và điệu bộ của hắn thì như được copy-paste từ Ace Ventura hay The Mask. Âm mưu của Riddler là đánh cắp trí tuệ của người dân Gotham qua sóng vô tuyến, cũng là một sản phẩm đậm chất của thập niên 90, hài hước hơn rất nhiều so với những bộ phim Batman thực tế gần đây. Tuy nhiên, nếu đây là phiên bản duy nhất mà các bạn biết về The Riddler, thì hãy quên nó đi trước khi xem bộ phim The Batman nhé, vì nhân vật mới chẳng có điểm tương đồng nào với dị bản trước đó đâu.
The Riddler lần này được lấy cảm hứng từ đầu truyện Batman Earth One và tên giết người hàng loạt The Zodiac Killer, kẻ đã hoành hành nước Mỹ vào các thập niên 60 và 70. Giờ đây, Riddler đã trở thành một tên sát nhân và khủng bố chính trị. Không có diện bộ đồ bó sát lố bịch, hắn trùm người kín mít bằng băng dính và trang phục quân đội. Động cơ gây án lần này của The Riddler xuất phát từ những vết cắt nội tâm sâu sắc mà hắn phải chịu đựng từ nhỏ, khiến hắn thèm muốn trả thù tầng lớp thượng lưu tham nhũng của Gotham. Và trong cuộc thanh trừng này, không một ai sẽ an toàn trước cơn thịnh nộ của The Riddler, kể cả những nhân vật quyền lực và được yêu mến nhất như thị trưởng hay gia đình nhà Wayne. Để đạt được mục tiêu, The Riddler của Paul Dano không ngần ngại giết người bằng những phương pháp tra tấn máu lạnh như gắn bom vào cổ hay cho trộn ăn sống mặt nạn nhân. Hắn cũng sở hữu kỹ năng ẩn nấp và sử dụng thành thạo các vũ khí quân đội, khiến khán giả không khỏi thắc mắc rằng liệu Riddler đã được huấn luyện ở đâu. Phải chăng hắn đã từng gia nhập tổ chức Cordervals như các giả thuyết vẫn đồn thổi? Phiên bản The Riddler này cũng có một sự hứng thú rùng rợn đối với giết chóc, coi đó như một sự thỏa mãn hay một nghi lễ. Hắn cũng ngạo mạn về trí tuệ của mình, để lại những câu đố hóc búa tại hiện trường vụ án để thách thức Batman. Lần này có lần khác khiến chàng hiệp sĩ bóng đêm phải khó khăn tìm lời giải đáp. Nhưng khác với những câu đố từ nhân vật của Jim Carrey, các manh mối được The Riddler này để lại không chỉ là một sự khoe khoang trí thông minh, mà còn là những mảnh ghép quan trọng trong âm mưu lớn của nhân vật này. Không thể phủ nhận nhân vật của Jim Carrey rất giải trí và có thể là điểm sáng duy nhất của bộ phim năm 1995. Nhưng theo mình thì đã khá lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến một kẻ phản diện gây nhiều khó dễ cho người chơi như The Riddler. Và đó là sự khác biệt của bốn kẻ phản diện trong The Batman đối với những phiên bản cũ của họ. Và đúng, những ai đã xem phim rồi sẽ nhận ra vẫn còn một nhân vật siêu nổi tiếng khác xuất hiện. Nhưng đó chỉ là một màn cameo nên mình sẽ tạm thời chưa nói tới nhé. Còn trong bốn người kia thì nhân vật yêu thích nhất của các bạn là ai nhỉ? Các bạn mong muốn nhân vật nào khác xuất hiện trong các phần phim tiếp theo? Hãy cho bọn mình biết trong phần comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.